Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Và hôm nay lại là một ngày làm việc đầu tuần mới nữa đúng không ạ? Thì đầu tiên mình xin được chúc tất cả các bạn sẽ có một tuần làm việc đầy năng lượng và may mắn. Và thú thật với tất cả các bạn là sáng nay mình mới bị lừa đó các bạn ạ. Và một cú lừa đầy ngoạn mục luôn. Và người lừa mình đó chính là không ai khác, chính là lon nước này đây. Bề ngoài thì các bạn có thể thấy đây là một lon nước, nhưng thật sự nó không phải là một lon nước ngọt, mà nó là một cái lo để nghe nhạc đó các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái lo nghe nhạc này như thế nào. Và song song đó để chào đón một tuần làm việc đầy năng lượng. Và chúng ta sẽ cùng nhau chơi một mini game nho nhỏ. Và thể lệ cũng như là cơ cấu giải thưởng như thế nào thì ở cuối clip mình sẽ nói sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con này nhé. Nếu bạn là một người yêu thích những sản phẩm có những thiết kế độc và lạ thì lon mini hình lon nước ngọt sẽ là lựa chọn tuyệt vời và hàng đầu, bởi nó không chỉ có thiết kế độc đáo, bắt mắt mà còn hỗ trợ cắm thẻ nhớ, USB và phát nhạc từ điện thoại cũng như laptop. Nó sẽ mang đến cho bạn những giây phút nghe nhạc thư giãn và thoải mái. Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn, sở hữu cho mình một thiết kế độc và lạ, tiện dụng với hình dáng của một lon nước ngọt nên người dùng có thể thoải mái đặt ở bất cứ vị trí nơi nào mà không lo chật chội hay vướng víu như những mẫu lo thông thường khác. Lo hình lon nước ngọt hỗ trợ phát nhạc từ USB và thẻ nhớ microSD. Người dùng chỉ cần cắm vào là lo sẽ tự động chuyển sang chế độ phát nhạc. Và nếu muốn chỉnh âm lượng thì bạn chỉ cần kéo gạt này về bên phải thì âm lượng sẽ giảm, và ngược lại kéo gạt này về bên trái thì âm lượng sẽ tăng lên. Thì bên cạnh đó, lo còn hỗ trợ đọc file âm thanh trực tiếp từ USB mà không cần phải kết nối qua thiết bị phát nhạc nào khác. Ngoài ra thì nó còn phát nhạc từ điện thoại cũng như là máy tính được nữa. Thì lo mini hình lon nước ngọt sẽ hỗ trợ kết nối tín hiệu âm thanh từ điện thoại và máy tính qua jack cắm 3.5mm cho ra âm thanh trung thực và sống động. Ai đã hẹn với thế, để rồi lỡ mong duyên thơ xa đi chẳng xa từ. Một điểm mà mình rất thích ở cái lo này nữa đó chính là nó có thể nghe được đài FM. Lo được tích hợp chức năng nghe đài, người dùng có thể gạt tới gạt lui để chuyển tần số và giờ đài theo ý thích. Mình nghĩ chiếc lo này sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích nghe những chương trình giống như là ca nhạc theo yêu cầu, hay là những câu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn. Về thông số kỹ thuật của con lo này thì kích thước của sản phẩm là 115x66mm. Pin thì có thể nói pin này không phải pin trâu đâu mấy bạn ơi, mà nó là một con pin bò á. Tại vì pin của nó là 500mAh. Chất liệu nó được làm bằng nhựa là ABS, vô cùng an toàn và chất lượng nha. Như hồi nãy mình có nói là pin của nó là pin bò, cho nên là thời gian nghe nhạc của nó có thể từ 5 đến 6 tiếng liên tục luôn nha. Nhìn chung lại thì mình cảm thấy rất là thích con lo này. Các bạn mua con lo này về thì các bạn có thể để trên đầu giường nè, hoặc là làm vật trang trí trên các góc bàn học tập thì nó cũng rất là đẹp và ok. Thì hiện tại ở cửa hàng Linh Kiện Store thì đang bán con này với mức giá là 99.000. Thì giá này là đang được khuyến mãi nha các bạn. Thì mình thấy giá này là quá hợp lý đối với một con lo dễ thương cute như thế này. Và quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay, đó là một mini game của chúng ta. Thì mình xin được thông qua thể lệ như sau. Câu hỏi của mini game của chúng ta đó chính là: hiện tại thì Linh Kiện Store đang có bao nhiêu cửa hàng và địa chỉ của các cửa hàng ở đâu? Một câu hỏi quá dễ dàng với các bạn đúng không ạ? Và cú pháp để trả lời hợp lệ như sau. Đầu tiên các bạn sẽ trả lời số lượng cửa hàng, gạch nối địa chỉ, gạch nối dự đoán số người trả lời giống mình. Và câu trả lời hợp lệ là khi các bạn share video này về trang cá nhân Facebook của mình và ở chế độ công khai. Và điều quan trọng nhất đó chính là cơ cấu giải thưởng của mini game này, đó chính là gồm hai giải. Một giải nhất đó là một phiếu mua hàng tại Linh Kiện Store trị giá 200.000 đồng, và một giải nhì đó chính là một cái lo nghe nhạc hình nước ngọt cực kỳ dễ thương và cute này đây. Quá hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay ạ?
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Linh Chuyện Son để luôn theo dõi những sản phẩm mới nhất cũng như là những ưu đãi cực sốc từ cửa hàng nhé.